cách xa ảnh tự đăng, Khả Như xuất hiện với mặt mộc khiến fan khó lòng nhận ra. Khả Như được xem là một trong những mỹ nhân làng hài vừa có được danh tiếng cao trong showbiz. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Luôn xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, nhưng mới đây cô lại khiến dân tình chọc mắt khi làm nhiều người không nhận ra vì để mặt mộc. Mới đây, trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải loạt ảnh Khả Như đến thăm nhà. Bên cạnh những lời trêu chọc hài hước, thì người hâm mộ còn dành sự chú ý đến nhan sắc của nữ diễn viên nhà bà nữ. Trong đó, cô diện cho mình trang phục đơn giản và vui vẻ chụp ảnh cùng các con của Lê Dương Bảo Lâm. Hình ảnh cô cháu được khen ngợi đáng yêu hết nức. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại cho đến khi người ta chú ý vào diện mạo không son phấn của Khả Như trong các phần khác lạ. Netizen cho rằng gương mặt của nữ diễn viên trông tròn trịa hơn trước, đặc biệt khi không trang điểm trông kém sắc. Thậm chí có nhiều người lướt qua mà không nhận ra Khả Như. Tuy nhiên một số khác cũng gửi lời khen đến hình ảnh mộc mạc và dễ thương, chỉ tội bị bản thân dìm hàng. Có thể nói sự việc bất ngờ về sự xuất hiện mặt mộc 100% lần này của Khả Như là điều dễ hiểu, bởi cô luôn xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất trước mặt công chúng. Từng không được đánh giá cao về nhan sắc, thêm sự cố hủy dung khiến nữ diễn viên luôn cố gắng thay đổi bản thân. Từng có quá khứ đóng vai phụ mờ nhạt, thêm sự có hủy dung, Khả Như vẫn cố gắng hết mình để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ở tuổi 35, nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, nhà xe có đủ và nhan sắc xinh đẹp. Còn bạn nghĩ sao về việc tự tin để mặt mộc của nàng diễn viên này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.